đúng mà đúng. Xem rú hộp này. Đâu, ông đi làm mà rú nói không ai tin. Thôi về mày đừng có cho nhốt. Mình điện hôm giờ. Đúng mà, đúng mà. Ông làm ông thượng. Trời đời đời ông làm mà xem người ông. Đúng mà. Tôi đi tôi phía tôi mới gì à? Ông thượng làm như làm nhà nước tỉnh. Khó tính quá à, bà lù, khó tính quá bà lù ơi. Bớt khó lại. Ủa má mạch cười cười lên coi đồ. Học mạch học nào chậm dần chậm dần. Đang là sư phụ không? Có gì gọi anh, gọi anh. Gọi có thấy đâu. Mày giờ còn hôn của ta là xây ra một đám rồi à. Có chuyện rồi à, giống thấy hiền như lũ bay đâu. Ai? Hôm ấy sao? Mày... tao chờ để... là ai? Đuôi chi à? Ai đuôi chi à? Ai nó? Mày... nè. Mày không hồi tôi đi á, vô cao nhà là có chuyện xảy ra rồi à. Coi nó nhà, coi nó có nó già coi cứ nó đi ở đường luồn mường thúi luôn mà. Biết rồi mà cứ nó đi đụng mà đứng thướng. Đụng mà hôm vậy đang ngầu đó chuyện thôi nó đứng đầu sau lưng đụng mà tao vừa đáng quần. Hôm tao ở đây xong nó đó nãy xuống hiện trần dẫn gì mà hối lại vậy. Tao ngầu ở đây mà dắp kia mà sao nó không thấy. Dắp nghe điện thoại đang nghe ở bụi mía ung túc ấy. Vậy là nói như tầm bạn bà đi. Thường ra đâu. Đụng lại ôm mình nè, đụng vừa làm giật mình. Thì vậy. Mà tao ngầu tao thui mà. Ui dồi, đâu vậy? Mới cầm rồi đi. Xếp phá rồi. Xếp đôi. Giờ nó chơi lũ nhó rồi nè. Chơi vô chơi. Cứ chân chim ở đầu dầu đi. Đi mày phá ngõ lại. Ý là mình có nhà mình cho nó xuống nó chơi lũ nhỏ không được. Là mình canh canh mình chơi với tiền gì ăn hộp chơi với Huy ăn hộp nó quất Huy. Thì đó nó quất Huy với con Trân chị tá la đấy.